Minh Tuấn, hiện đang sinh hoạt tại câu lạc bộ Kimura BGG Hà Nội. Anh có chiều cao 172cm, cân nặng 72kg và sải tay là 170cm. Và đến với trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ các trận đấu võ thuật tổng hợp MMA trong buổi tối ngày hôm nay giữa Đinh Minh Hoàng đến từ Giant Team và Phan Minh Tuấn đến từ câu lạc bộ Kimura BJJ Hà Nội. Trận đấu diễn ra theo thể thức võ thuật tổng hợp ở hạng cân 72kg. Phan Minh Tuấn ở góc đài đỏ và Đinh Minh Hoàng ở góc đài xanh. Đòn giáp tốt của Đinh Minh Hoàng. Hai võ sĩ vẫn đang tiếp tục thăm dò nhau và một pha vào đòn từ Phan Minh Tuấn. Và bây giờ anh đã dồn được đối thủ về phía thanh lồng. Liệu sẽ có một tình huống takedown đến từ võ sĩ góc đài đỏ? Rõ ràng rằng với nền tảng BJJ thì việc thì Phan Minh Tuấn sẽ đưa trận đấu xuống sàn là một ý đồ tất yếu. Tuy nhiên thì lúc này Đinh Minh Hoàng đang chống vật tốt. Anh sử dụng thanh lồng để làm điểm tựa. Ở vị trí này thì hai võ sĩ cần phải có một nền tảng thể lực rất tốt để có thể duy trì trong vòng 3 hiệp. Những tình huống ôm ghi, clinch như thế này đòi hỏi một nền tảng thể lực, sức bền cơ bắp rất tốt. Vẫn là Phan Minh Tuấn với những tình huống dồn ép đối thủ về phía cạnh lồng và nỗ lực takedown. Tuy nhiên thì Đinh Minh Hoàng vẫn đang phòng thủ hết sức kín kẽ. Pha lên gối của Phan Minh Tuấn nhằm bào mòn thể lực của đối thủ.
chưa có nhiều đột biến trong diễn biến của hiệp đấu này. Tiếp tục là những áp lực. Liệu có một tình huống quật ngã hay không? Đinh Minh Hoàng vẫn đang phòng thủ tốt và hai võ sĩ trở về vị trí ban đầu. Tiếp tục là những tình huống thăm dò. Một cú check hook tốt của Phan Minh Tuấn. Khi mà Đinh Minh Hoàng lao vào với đòn giáp thì anh đã có một tình huống check hook chính xác. Tiếp tục là một cú móc trái tốt của võ sĩ đến từ Kimura BJJ. Hiệp thi đấu đầu tiên khép lại. Một hiệp thi đấu mà có vẻ như võ sĩ ở góc đài đỏ đã chiếm ưu thế rõ ràng hơn, khi anh là người chủ động áp đặt lối chơi của mình lên đối thủ, và cũng như là đã có những tình huống vào đòn chính xác hơn với những cơ hội rõ ràng hơn. Tuy nhiên thì vẫn chưa có một tình huống takedown được cả hai thực hiện. Trở lại với hiệp thi đấu thứ hai giữa Phan Minh Tuấn và Đinh Minh Hoàng. Phan Minh Tuấn ở góc đài đỏ và Đinh Minh Hoàng ở góc đài xanh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem có đột biến nào diễn ra trong hiệp thi đấu này hay không. Vẫn là một lối đánh hết sức lầm lì từ võ sĩ đến từ góc đài đỏ. Một tình huống đạp tống của võ sĩ đến từ Kimura BJJ. Rõ ràng rằng Phan Minh Tuấn đang là người chủ động hơn trong những tình huống mở đòn. Một cú left hook và một đòn tay sau chính xác của Phan Minh Tuấn. Đạp tống. Cú giáp tốt của Đinh Minh Hoàng. Có vẻ như đã có dấu hiệu có vết rách trên gương mặt của võ sĩ góc đài xanh Đinh Minh Hoàng. Đó là một vết rách ở phía mi mắt. Và có lẽ rằng trọng tài đài của chúng ta sẽ không cho trận đấu này tiếp tục nữa, khi mà vết rách đó có lẽ là khá sâu và vết rách này sẽ thực sự nguy hiểm nếu như trận đấu tiếp tục. Và như vậy là rằng trận đấu đã phải kết thúc với một vết rách, một chấn thương của Đinh Minh Hoàng. Và theo đó thì đó là một chiến thắng dành cho Phan Minh Tuấn. Đã thuộc về vận động viên ở góc đài đỏ Lưu Huy Đức. Một chiến thắng bằng knockout kỹ thuật dành cho Phan Minh Tuấn đến từ Kimura BJJ. Võ sĩ ở góc đài đỏ của chúng ta là Phan Minh Tuấn đến từ câu lạc bộ Kimura BJJ Hà Nội. Một chiến thắng xứng đáng dành cho võ sĩ đến từ góc đài đỏ. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Mai Thanh Ba, Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam sẽ lên trao giấy chứng nhận và quà tặng cho các võ sĩ. Thank you.
sĩ đã đến với VFC Fight Night và xin trân trọng cảm ơn ông Mai Thanh Ba.